Dạ hello cả nhà nha. Hello cả nhà nha. Chúc cả nhà mình buổi chiều vui vẻ mát mẻ nha cả nhà. Thì bây giờ là cũng chiều nha mấy anh chị. Đây là cái dòng sông của em mà thường thường là mấy anh em hay xuống đây tắm lắm cả nhà. Bên đó là mấy anh chị đang đánh cá bên đó đó mấy anh chị, thôi thấy không? Bên đó đó cả nhà. Rất chi là mát luôn nha mấy anh chị. Thì em với anh hai này cũng cầm điện thoại xuống quay giật mình nha cả nhà. Em hay giật mình lắm anh chị. Cứ chọc chọc sau gót em là em giật mình với nổi da gà lắm. Tại em thiếu chim. Em còn xin lắm anh chị. Còn xin hay giật mình. Xin lỗi gì ông ngầu gì. Dạ thì mình tập trung vô vấn đề đi nha cả nhà. Thì hôm nay là mấy anh em chuẩn bị xuống đây tập trung để mình đi tắm nha cả nhà. Thì mấy anh em kia là buổi chiều cũng hay xuống đây tắm lắm anh chị. Thì bây giờ em với anh hai mình tập trung trước là để sắp xếp những cái chỗ tắm cho mấy ảnh cho nó vui vẻ ha nha. Tắm mang lại tiếng cười này kia đó mấy anh chị. Đúng không anh hai? Ừ, đúng á. Thì hôm nay mình chuẩn bị gì anh hai? Đâu rồi? Đây. Đó. Nè để gì đó chị nè, đó. Đây là cái chảo lòng để dành hát karaoke như cái nhà. Cái lỗng không phải để dành mình nấu cơm, nấu kho cá đồ kia đó mấy anh chị. Tới bây giờ ở đây hiện tại giờ hiếm anh chị em nào xài cái chảo lòng đó mấy anh chị. Tại dưới quê em xài cái chảo lòng này nhiều lắm nha cả nhà. Được rồi đó. Đó nha. Bây giờ em với anh hai sẽ dùng cái chảo lòng này nè mấy anh chị. Mình sẽ tạo một cái sự ấn tượng đặc biệt cho mấy anh em mình xuống với cái bãi sông này tắm nha cả nhà. Thì cả nhà mình đón xem em với anh hai nha cả nhà. Để cho cả nhà mình biết thế nào là hại của anh hai nha cả nhà. Cái này nó màu đen nè mấy anh chị. Đó mình chết. Trời ơi bay ơi. Bay ơi. Thử ơi, trời sao kỳ vậy chưa mà. Phải chét lên cái mặt gì đó nha cả nhà. À bây giờ em sẽ đi xuống dưới đây đặt một cái góc máy dưới này bây giờ sẽ điện cho mấy anh em kia lại tắm nha cả nhà. Mời cả nhà mình theo dõi đón xem nha. Dạ hello cả nhà nha. Thì bây giờ em với anh hai cũng xuống đây rồi nha cả nhà mình. Thì bắt đầu em sẽ cho anh hai mình sẽ trắng như bông cao như cả nhà. Bông cao hả? Đúng rồi. Thì cái chảo này em sẽ trang điểm lên cho mặt anh hai cho nó em nhìn dư nhợ xíu nha nhà. Đó đâu cao. À cởi áo ra. Đúng rồi, mình cởi áo đi. Anh hai mập lắm nha cả nhà, 7 mấy ký rồi đó. Ờ đâu ra dữ gì trời ông ơi. Thấy nhà nhỏ vậy chứ là ông thầy đó nha cả nhà. Rồi dứt ở nhà thì nãy anh hai anh tự trang điểm anh không được thì bây giờ em sẽ trang điểm nha cả nhà. Cái này đang xúc kem như cả nhà. Cả nhà thấy không phần nữa rồi đó, để em trang điểm phần nữa luôn hết trơn luôn, tới cổ luôn, tới dưới này luôn. Ok em mặc anh hai đổ màu hồng rồi. Đang hết trơn luôn. Ừ. Đang nhiều dấu. Chữa tự tự. Tự nó đang nữa. Đó cả nhà. Đó. Quẹt nhiều dấu. Không phải chơi nữa bên trắng bên đây nữa. Con mắt còn vàng ra. Chưa từ nè. Đó. Thấy chưa? Thấy đã rồi đó không? Vàng rồi. Nhắm mắt rồi. Cái này là chơi một cái là chắc các bạn nghỉ xuống tắm luôn đó nha. Đợi em trang điểm cho anh hai xong thì một xíu nữa là em sẽ kêu mấy anh em đó xuống tắm nha cả nhà. Lỗ tai luôn gà, chơi lỗ tai luôn. Ừ, hết chơi luôn, hết chơi lỗ tai luôn, hết chân dành lỗ tai luôn. Ừ. Đó, vậy mà đã đó. Cái này chơi bên trắng bên đen gì quá kỳ á. Trắng bên đen phát hiện nó quýnh xong mở luôn gì ông đợi hết luôn đi. À, trắng đen này ở nhà thấy không? Hắc bạch vô thường. Anh này tiếp đây. Gì vậy? Nhưng mà nhìn cũng quái chảo lắm nha cả nhà. Hồi nãy mới đi theo cái son được cả nhà, anh cho cái muỗng màu đỏ nữa, mới giữ nữa. Đám cưới cho mình người ơi. Vô đó quá em nghe nhà thấy không? Chưa đâu. Thực kéo đi. Chứ nữa cái sợ lại á.
Nhìn giống lắm rồi đó. Vậy nè. Đây. Trời ơi, cứu tôi với, cứu cuộc đời tôi với. Gì vậy? Thủ á. Ok chưa. À, ngồi kỹ rồi, còn nào trắng không? Em thấy này trắng nè, coi. Đúng rồi. Đủ tay đây chưa bây? Đầu lỗ tay kìa. Còn chút xíu nữa. À. Cái này là giống gì nè cả nhà? Giống con heo mà đi gì nè? Đi khò cả nhà. Nghe đi khò hả? À. Con heo bị khò á. À, heo bị khò á. Được đó. Bây giờ giấu cho nồng. Rồi ok. Đó theo cả nhà thấy ông anh hai không cả nhà? Thì bây giờ em với anh hai sẽ đặt góc máy để kêu mấy anh em xuống tắm nha cả nhà. Mà cả nhà mình theo dõi đón xem mấy anh em nha cả nhà. Đây là một màn tròn có thể là ra nước trong quần nha cả nhà. Nước trong quần. Nước gì? Nước sông cả nhà ơi. Bây giờ để tao trốn nha. À, đi trốn đi. Mày đi kêu tìm thằng đi. Giờ cho anh hai đi chống trước nha cả nhà, gọi em nhìn cam nha. Hello cả nhà nha, thì bây giờ em đặt cam ở đây nha cả nhà. Thì bây giờ mình chỉ đợi là mấy ảnh xuống thôi nha cả nhà. Chứ em giờ quá nóng rồi nha cả nhà. Giờ em xuống đây trước quá. Chứ quá nóng rồi. Giờ anh hai ổng đi chốt thôi nha cả nhà. Tắm cho nó mát chứ gì nội. Thôi mát chè đâu tiêu cho rồi. Thôi mát chè đâu tiêu cho rồi. Hả? Mát chè đâu tiêu cho rồi. Đừng có thống cá. Đi xuống từ á. Phi dưới đó á. Không vô mà phi dây tao lại mày luôn đi. Ô, má ông nội ơi. À, làm cái vậy hả? Ừ. Trời ơi, nó đã, ông nội ơi. Có xong coi đầu không? Có. Rồi thẻ rồi. Tắm mà không gội đầu sao được. Em mới thẻ à? Thẻ à. Hả, đi quỳ đây tắm đem thẻ ba quỳ. Trời ơi, một thẻ gội ba thằng đúng rồi nữa. Đang miếng rồi đầu ơi. Nhân người này nó mát óc nổi thì ồ xin bản người trời ngồng sát sát đây sao dây nó không nổi. Cái gì vậy? Mi hay cô lựa tạc tàng view bi chuyện này đâu rồi gì vậy rồi coi lên tạo nói lên luôn rồi tạo vừa gì chân nói lên luôn rồi. Hello cái nhà nhanh xảy nó lên ra luôn cái nhà nó đi tới đây rồi. Chờ thấy dọc đạn đi. Chưa hết. Chưa ăn gầu đầu không? Chưa thấy gì chân luôn. Em chưa thấy gì chân cả nhà. Tự nhiên nó lộ cái lên luôn. Nó không chịu la lại cái sớm gì chân gì chân. Này nó sợ ma ít quá cả nhà ơi. Đi nước cả nhà. Nó biết có vụ ăn hay có lỗi không không? Đừng cái tủ nó sợ lên rồi nó đang kêu nó chưa không sao. Đó, sao kêu không? Đâu được. Cái gì nó đây? Chạy tao biết đâu.
Dạ bây giờ là mà em sẽ đợi thêm những anh chàng đẹp trai to tướng xuống nữa nha cả nhà. Mời cả nhà mình đón xem cho hết clip nha cả nhà. Chuyện tao đâu thấu tơ duyên, sao cho ta gặp rồi bắt ta xa. Mát dữ ta. Thôi thôi lên nhà tắm đi ông nội ơi, tắm đây nữa. Có người hô tắm đâu trời. Ngày đó cá chiên không đó. Đây ẻ ra. Cô ổn nằm tắm không xuống đây cũng vậy á, vô đây tắm này sư phụ. Cái này xong xuống không sư phụ? Gì? Cái này xong xuống vào đầu không? Cái đầu có nhiều tóc rồi làm gì? Cho thẻ vào đầu ở trời. Cái này xong không đâu, cái đầu có nhiều tóc rồi làm gì? Bà này cũng ngủ điếm trong trời. Cố nậu thì hết hồn trời. Vậy là không có đèn xong xuống cầu đậu luôn hả? Có đèn thử thẻ à. Thẻ thật là cho nó thẻ cầu đậu chơi thôi trời. Ừ. Đã. Thích ăn xua đời. Thích ăn xua đời. Mát. Thật là mát quá. Đầu ông gọi đầu ông kêu dưới trời. Đã rồi, này là lạnh ha. Bất tỉnh chơi nóng giọt nhỏ. Như thế cha yêu quá là nên tin. Cùng bên nhau không tay mượn. Dừng dậy. Dậy cô đi. Mất tiêu luôn. Mệt chứ ngạo. Đỡ thôi vậy, đỡ tổn thôi. Chục cũ này đỡ không được đó hả? Làm lại chục cũ đi. Ủa ta sao mấy kia nó xuống không xuống lượt đi ha. Chơi nó cái mẫu ha. Quá mệt rồi. Bây giờ anh hai sẽ đi trốn tiếp nè. Trốn tiếp nè. Đi trốn tiếp.
mấy giờ này xuống tắm mày? Trời ơi, mấy giờ mà xuống tắm? Tắm được đi tắm chứ, tắm rồi không vậy? Mày kêu ai là thằng lỡ rồi? Kêu mày chứ. Một lát mày cố mà bây giờ chứ, bữa nay mày xuống tắm có mình lên mày cũng tao. Trời ta. Thằng kia đi, để cái thằng này. Trời đi tắm hai thằng có tay chân của mình đó, đưa luôn gì? Con là tẻ. Được cô phóng cá ăn đó. Vậy. Xuống từ cá ăn đó. Từ đâu ơi. Không sớm giờ thôi, ba tôi lên, mời tắm ra đi coi. Sao mày vô duyên nữa mày? Kêu sớm giờ này muốn đi tắm. Ừ. Ừ. Mày kêu luôn, cho thẻ ơi. Bố của nậu thì sao mỗi lần xuống tao biết bởi gì mày thế nào cũng xin rồi để tao đem hai thẻ không cho đó mẹ không cho để nặng nó nặng nhẹ hoài à mày mày lấy luôn á mày lấy cho mày tắm lẹ đi giờ này trưa nắng tắm rồi tới chiều tắm bệnh cũng luôn á mẹ lên mẹ ơi tắm đi quá trời các con được sao rồi đã chứ tao đã rồi đổ đi tay không đổ đi làm cho đi đi đây đầu đang từ từ đã rồi đó gạo ở sau lưng rồi đây không đổ cái tay từ trời ơi cao cao vô bà đó luôn gỡ chân mà tao hình quý quý này chơi ừ là chợ ủa mày đâu tiêu ơi ba gì hồi nhỏ tiêu ơi từ từ nhỏ hơn từ từ ánh trăng lặng lôi treo qua duyên hoa thành trời và thù rung lên mang hắn mua xuyên nát lòng ta trong căn nhà quan dường như có ma nó lú đầu ra làm em hết hồn hà con ma đầu đinh hàm răng chạy không đứa đâu nó lậu chỗ kia luôn á nhà còn ai nữa không chứ còn ai nữa không nữa vô đậu chạy nó phải mày em mệt nữa nhà em lặng không tới kia luôn mệt mấy ông ok đó kìa đó ông không số hả thầy biết không vào biết tao đi bữa trưa mà ngâm xuống những mát tàn đứng gì cái nổi không biết nữa phải không có nhạc thiền nữa ha ly cà phê bỏ dưới mút mình thả lây gai mình uống cà phê mình ngâm nước tàn ơi cuộc đời cái nhà ơi rất sướng lắm anh chị ơi đừng có không xuống cá ăn đó cá ăn là cá gì? À, đang ăn mồi á. Trắng rồi. Trắng này cũng không quá. Tắm này tắm lẹ đi ông nội tôi lên bây giờ đi nè. Mẻ quá. À, xuống đây mày nói ra mày ẻ nó ký cái đầu mày á. Ẻ chạy xuống đây. Có đây không gọi đầu không? Dạ. Thôi. Mày biến mình tắm xong đã lên nhà ai gọi đầu chứ, làm sao xuống cái này gọi đầu. Có gì đó được không? Ghê trời, hết hồn nội. Lặn hơi ghê quy. Mát quy. Mát không? Mát quy.
buổi trưa chiều chiều cái này tắm là đúng bài luôn. Vậy. Mà hư cáo quá. Cá này cho ăn á. Cá gì cho ăn? Cá đang cho ăn. Cái này để được á. Trời ơi, chảo để hoài không ai để đây. Anh biết lên nhà để nè. Tự nhiên chụp hút quá. Vậy. Chụp hút đây nè. Kìa. Tao. Mày lặng mày tao. Hết chưa? Chưa. Tao quá à. Chị rút rồi. Rồi luôn rồi. Hết chưa? Chưa. Tội nữa hả? Tội. Hết chưa? Cậu. Còn không? Đi qua đi đi. Rồi luôn rồi, chụp rút luôn. Đi lên nhà tắm đi ông cậu ơi. Lên nhà tắm giùm con cái rồi chứ mà chờ bá tao khuyên không nổi đâu đó. Khuyên dựng cứu và cho đặng đâu trời. Cái gì vậy, cái gì, cái gì vậy? Trời ơi, cứu tôi ơi, cứu cuộc đời tôi ơi, cứu cuộc đời ơi. Vậy trời, tao ở đây mà. Mày đâu rồi? Mệt trời, quá mệt rồi cả nhà ơi. Anh hai này cả nhà ơi. Mệt rồi anh hai. Sao mà cả nhà quá mệt rồi. Hãy xuống gạt cà rửa mặt các bạn. Ừ. Quá mệt cả nhà ơi. À, để anh tháo con dây ra. Dạ hello cả nhà nha. Bây giờ em quá mệt rồi cả nhà ơi. Em lặn tới em lặn lui cho anh hai đi ra nha. Mấy anh em có hay thì cả nhà mình cho em sub like và đăng ký kênh và đừng quên bấm vô cái chuông khi mấy em ra video mới với nhà. Bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà nha. Chào mừng anh hai ơi. Bye nè.